Nguyễn Hữu Cầu, một trong những cựu tù nhân lương tâm bị chính quyền Việt Nam giam giữ lâu năm nhất, qua đời ở Kiên Giang sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Ông hưởng thọ 76 tuổi. Gia đình ông cho VOA biết ông từ trần tại quê nhà ở Rạch Giá vào ngày 19 tháng 12 và được hỏa táng vào ngày 22. Là đại úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Ông từng bị giam giữ 5 năm trong trại học tập cải tạo và sau đó chịu án tù chung thân vì được cho là dùng thơ tố cáo các quan chức chính quyền tham nhũng bao che cho công an phạm tội. Ông được phóng thích vào năm 2014. Thì em nghĩ là cái ba bị giam như vậy là rất là lâu ba mấy năm mà vừa thời gian cải tạo mà và vừa thời gian ở tù từ lúc mà ông ra chạy năm 2014 bây giờ là ông cũng sống ở trong cái bệnh tật. Như là bị mắc bị mà bệnh tim rồi bệnh tiểu đường đủ thứ bệnh. Theo thông tin từ tổ chức Văn Bút Quốc tế, ông Nguyễn Hữu Cầu bị công an tỉnh Kiên Giang bắt tại nơi cư trú vào ngày 9 tháng 10 năm 1982 vì là tác giả của một bản thảo bài hát và bài thơ tố cáo các đảng viên của đảng Cộng sản cầm quyền tham nhũng ở địa phương này. Vào ngày 23 tháng 5 năm 1983, ông bị kết án tử hình vì tội phản động phá hoại chính sách đoàn kết. Sau đó, ông kháng cáo và bản án được giảm xuống tù chung thân. Tom Malinowski, cựu trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ vào năm 2012, gọi ông là một trong những nhà bất đồng chính kiến dũng cảm nhất thế giới, đã theo đuổi cuộc chiến chống lại sự bất công mà ít được thế giới bên ngoài chú ý. Dưới áp lực của Mỹ và các tổ chức nhân quyền quốc tế, Ông được trả tự do trước thời hạn trong một đợt đặc xá vào ngày 21 tháng 3 năm 2014, sau khi thủ án tù 32 năm. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ việc giam cầm tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị, mà chỉ bắt giam và xét xử những người được nói là vi phạm pháp luật.